giờ chị chưa bao giờ làm sinh nhật cho chồng chị hết. Vì sinh nhật là ngay chạy hoặc là ngay họ nghỉ. Cho nên mà còn tim á thì rất là ao, lúc nào cũng ao ước là con sẽ được làm một cái sinh nhật. Với lại ao ước nhất là con muốn có quà. Cho nên là suy nghĩ rất là kỹ càng rồi. Vì anh chị muốn mời rất là nhiều người nhưng mà nhà mình rất là nhỏ. Cho nên là anh chị mới nghĩ là thôi trong cái khả năng của mình á thì mình sẽ mời những cái em lớn lớn một chút. Rồi ví dụ như cái gì khác thì sẽ mời các em nhỏ. Có cặp cặp đôi đôi. Có cặp đôi trong đó các anh Tạo chưa có nhưng mà với ao ước mình Tạo sẽ có. Có một cặp. Thành một cặp đó lại thành một. Hôm nay á, cái đồ ăn này á, là chị đã làm từ 5 ngày trước rồi. Wow. Như là món thịt đó là đã làm từ 5 ngày trước rồi. Đồ ăn rất là thơm. Chết rồi. Muối. Thịt muối cho nên nó rất là thấm ngon. Còn những cái món khác là chị chuẩn bị từ sáng đến giờ. Nói chung là mời 5 giờ rưỡi mà ngồi đợi khách lâu quá nhiều khi cũng muốn pha dẹp. Chút gì không thể gì cho bà. Chú bà còn việc. Chú.